Lưu ý, nội dung video có kèm spoiler một tí. Bạn đã xem bộ phim về một ông tóc dài đi đánh nhau, bạn đã xem bộ phim về một ông tóc ngắn có con gái bị bắt cóc, bạn đã xem bộ phim về Kiều Minh Tuấn. Hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào rạp và xem một bộ phim hoàn toàn mới với nội dung nói về Kiều Minh Tuấn có con gái bị bắt cóc khi ông đang để tóc dài khiến ông phải cắt tóc ngắn và đi đánh nhau. Kẻ ẩn danh với một cái trailer cực kỳ hấp dẫn, gay cấn cùng với nhiều lời hứa hẹn rằng đây sẽ là một bộ phim hành động cực kỳ mãn nhãn, chưa kể lại còn gắn mác 18 cộng thì tất nhiên là khán giả, bao gồm cả tôi, sẽ có những cái mong chờ nhất định về phim này, bởi vì nghe nó quá là hứa hẹn so với một bộ phim Việt Nam. Biết đâu đấy, điện ảnh Việt Nam, dù chỉ riêng mảng hành động thôi, đã tiến gần đến cái trình độ thế giới hơn. Và tôi ghét phải nói điều này, nhưng mà cái biết đâu đấy nó chưa xảy ra, khi mà Kẻ Ẩn Danh chỉ dừng lại ở mức đúng mức một bộ phim hành động, kiểu nó là phim và nó có hành động. Nhìn chung các cảnh hành động là có, dồn dập và đẹp mắt, đó là yếu tố mà tôi sẽ dành lời khen và rất rất cổ vũ. Tuy nhiên thì ngoài điểm đó ra, phim khó có thể mà kiếm thêm một cái điểm sáng quá nổi bật, hay nói chính xác hơn thì là còn nhiều điểm hạn chế mà đáng lẽ ra nếu có thể làm tốt hơn nữa thì sẽ rất tuyệt vời. Cụ thể là như thế nào, tôi sẽ trình bày từ từ trong video này. Nội dung Kẻ Ẩn Danh là về một sát thủ tên Lâm. Sau bao năm tháng bươn chải đấm thuê chém mướn thì nay quyết định quy ẩn và có cho mình một cuộc sống yên bình cùng với người vợ tên Hạnh và cô con gái riêng của vợ tên là Hiền. Rồi một ngày đẹp trời, Hiền bị bắt cóc, buộc Lâm một lần nữa phải tái xuất giang hồ để mà cứu con gái của mình. Đúng vậy, một kịch bản rất là basic. Chúng ta đã thấy nó trong Taken và John Wick. Một cốt truyện đơn giản nhưng hiệu quả. Một motif khá là cũ, bố tìm con tìm mẹ, mẹ bị đánh, con trả thù, bla bla, xung đột xảy ra. Thứ mà đã được khai phá từ thời Pharaoh cởi chuồng đến nay, và các nhà làm phim trên khắp thế giới đều đã sử dụng rồi. Khách quan mà nói thì sử dụng lại motif cũ không phải là một ý tưởng tệ, mà là cách triển khai tệ thì mới khiến nó tệ. Chứ còn motif cũ thì không bao giờ là vấn đề cả. Minh chứng rõ nhất là John Wick hay là Nobody, sinh sau đẻ muộn so với Taken và có một nội dung tương đương, na ná, nhưng mà phim vẫn thành công và có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Về chuyện này tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần sau của video. Tôi sẽ nói về những điểm sáng hiếm hoi mà Kẻ Ẩn Danh đã làm được. Đầu tiên phải nói là tôi ấn tượng với phim từ phần trailer. Cứ đề cập đến hành động, đâm chém mà lại còn là phim Việt nữa là tôi thấy hào hứng rồi. Về phần đánh đấm thì tôi phải nói là nó khá là hay đấy, thật. Ngay từ phần intro, Kiều Minh Tuấn đã thể hiện rất tốt những phân cảnh hành động và trông cực kỳ nghệ, không thua kém gì phim nước ngoài. Cái sự đẹp mắt và chỉn chu trong từng góc quay này thì có lẽ nằm phần lớn về công của đạo diễn hình ảnh và đạo diễn võ thuật, đều là người nước ngoài và họ đã mang được một cái hơi thở mới cho phim hành động Việt. Nghe thì hơi kỳ nhưng mà ừ đấy, người nước nào cũng được, miễn phim có cảnh quay tốt là được. Các cảnh hành động trong phim có sự dồn dập và liên tục, các trận đánh trong phim diễn ra thường xuyên và chiếm nhiều thời lượng, nên nếu bạn chưa xem và định xem thì bạn có thể yên tâm rằng Kẻ Ẩn Danh thực sự là phim hành động chứ không phải là mấy phim gia đình nhưng mà có đấm nhau hai ba cái. Tiếp đến, tôi phải dành cái lời khen tốt nhất cho Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn vụt sáng trong diễn xuất và gần như là cứu cả bộ phim. Tuy là một người đánh võ không chuyên và có thời gian luyện tập có vẻ là cũng chưa đủ lâu, nhưng mà anh Tuấn vẫn đảm bảo được cái sự chỉn chu trong các cảnh chiến đấu và toát lên được cái sự cố gắng của một diễn viên chuyên nghiệp. Diễn xuất tâm lý của anh cũng tốt, dù thực sự thì kịch bản cũng không có quá nhiều chỗ cho diễn biến nội tâm các thứ, nhưng cái nét diễn của Kiều Minh Tuấn rất là tự nhiên và nó giúp đưa khán giả từ A tới B trôi chảy hơn, không bị khựng lại vì nghĩ ui thằng cha này nhìn đơ vãi. Thực lực của Kiều Minh Tuấn trong việc diễn những cảnh tâm lý thì Tiệc Trăng Máu đã chứng minh rồi. Tuy Kẻ Ẩn Danh là phim hành động và không quá đào sâu vào tình cảm, nhưng mà ít ra những cảnh cần có cảm xúc thì anh Tuấn làm rất là tròn vai và thậm chí còn hơi lấn át hơn những diễn viên còn lại, bởi vì anh tạo ấn tượng quá tốt. Và đó là tất cả những lời khen mà tôi có dành cho Kẻ Ẩn Danh. Còn tất cả những thứ khác thì tôi rất buồn và xin lỗi, nhưng mà phim đều từ trung bình đến tệ, mà tôi nghĩ là nó sẽ khiến những người bình thường như cả tôi và bạn cũng thấy hơi khó chịu, chứ chưa nói đến những nhà phê bình phim. Đầu tiên phải nói đến cốt truyện của phim. Như tôi nói vừa nãy, motif cũ thì không sao, nhưng mà cách triển khai không tốt thì phim nó không tốt. Cụ thể hơn là lủng củng và rời rạc. Đúng thật là tổng thể thì những cảnh hành động làm tôi rất là ưng, nhưng mà tiểu tiết hơn một tí thì sau cái intro siêu gay cấn thì 30 phút sau đấy trôi qua êm đềm nhẹ nhàng vai. Nó khiến cho cái vibe ở đầu phim đột nhiên biến mất và phim bỗng chốc trở thành một bộ phim tình cảm gia đình như bao bộ phim Việt khác. Bắt đầu với việc kể về quá khứ sát thủ của Lâm và tất cả không hề có cái gì hết ngoại trừ việc giới thiệu anh là sát thủ và anh biết làm việc của sát thủ đấy là chém giết và đi gây thù trước oán hết. Điều buồn cười nhất là cái lý do khiến mọi xung đột xảy ra, ý tôi là những cái tên phản diện ấy, chúng không quan tâm anh là ai và dĩ nhiên là chúng cũng chả có thù hằn gì từ quá khứ. Chúng chỉ thấy một ông điên chạy đến tìm con gái và chúng đánh lại. Thật sự ấy, nó thiếu một cái động cơ nào đấy thật rõ ràng, và rõ ràng là bọn người xấu hoàn toàn có nhiều phương án đối phó hơn, nhưng chúng lại chọn gây hấn với nhân vật chính thay vì trả mẹ con gái cho Mỹ là xong. Chính vì thế
nên tuyến nhân vật của phim cực kỳ thiếu nhất quán, đã thế số lượng lại còn đông, lúc cần thì thiếu, lúc không cần lắm thì lại thừa. Và ngoài Kiều Minh Tuấn như tôi đã khen ở trên ra, thì phần thể hiện của các diễn viên còn lại khá là nhạt nhòa, diễn như không diễn, literally, họ bằng một nửa rider, họ chỉ đơ thôi. Nhân vật phản diện của Quốc Trường đảm nhiệm là người thảm nhất, phải đến tận phút 60 của một bộ phim 90 phút anh mới xuất hiện. Tôi nói thật đấy, bạn không nghe nhầm đâu, phản diện chính nhưng mà tít cuối phim mới xuất hiện. Không có background story lay động trái tim, không có phát triển nhân vật, không có diễn tả cảm xúc, không có cả động cơ. Kiểu ông đạo diễn gõ cửa nhà diễn viên bảo cốc cốc cốc, ê mày muốn đóng cảnh đánh Kiều Minh Tuấn không, chỉ cần nháy thôi, không cần diễn gì hết á. Thế là họ ký hợp đồng. Theo tôi biết thì Quốc Trường đầy tài năng và nhiều tiềm năng hơn thế này nhiều, không tin thì bạn có thể xem Bẫy Ngọt Ngào. Nhưng sang phim này thì anh không tạo được ấn tượng mấy, thậm chí thời lượng lên hình và ảnh hưởng của phản diện chính còn thua cả mấy thằng đệ của chính anh, ít ra bọn nó còn tần được Lâm một trận. Còn phản diện chính thì lại chỉ biết đứng một chỗ và tỏ ra nguy hiểm, và anh nghĩ cứ tỏ ra như thế cho đến cuối phim. Số phận tương tự cũng xảy ra với cả Mạc Văn Khoa, phải nói là anh không hề có lỗi gì nhá. Ngoài việc tham gia quá nhiều phim điện ảnh, song phim nào cũng ná ná nhau, có chất riêng của mình là tốt, nhưng cái chất mà Mạc Văn Khoa có không phải là thứ mà kẻ ăn danh cần. Đây không phải là đang chê bai diễn viên nhé, mà chỉ đơn giản là Mạc Văn Khoa và kịch bản này không hợp với nhau. Một bộ phim cần sự bụi bặm, phong trần chứ không phải là bộ mặt thách thức danh hài. Và nói thì nghe hơi đáng dỗi, nhưng mà cái vai này cảm giác như là trao cho người khác cũng được. Đạo diễn đưa Mạc Văn Khoa vào chỉ để kéo view mà thôi. Giờ để khán giả nhận xét Mạc Văn Khoa diễn hay hay là diễn dở thì cũng khá là khó nói. Nhưng bảo là anh ngừng tham gia các dự án điện ảnh một thời gian và kén chọn kịch bản hơn một chút thì tôi nghĩ là ai cũng đồng tình. Nhân vật tiếp theo lên thớt là hai mẹ con Hạnh và Hiền. Hiền được giới thiệu đầu phim là một cô gái có khát vọng, có đam mê, có hoài bão và là nguồn cơn của mọi chuyện. Và đó là tất cả những gì mà cô thể hiện. Chắc cả phim xuất hiện được 2 phút. Hạnh thì xuất hiện nhiều hơn và có vài phân cảnh lãng mạn cùng Lâm. Nhưng sự kết nối của hai người quá là yếu ớt, vì đột nhiên cô xuất hiện sau một pha time skip dài tận 20 năm và không có một cái giải thích nào ở giữa. Đâm ra là cái tình cảm mà Lâm và Hạnh dành cho nhau nó quá là hời hợt và khó mà đồng cảm được. Chưa kể là Hạnh còn tốn tận 10 phút đầu phim chỉ để nói đạo lý với Hiền và chứng minh mình là một bà mẹ Việt Nam điển hình, thứ mà chắc chắn là không khán giả nào hỏi. Và bạn biết rồi đấy, thời lượng phim chỉ có 90 phút thôi mà tốn tận 10 phút cho một đoạn thoại vô nghĩa trong gia đình, thì đúng thật là không thể nào mà nó không tạo cảm giác cho khán giả rằng đây là tình tiết filler, kiểu siêu filler luôn ý. Tiếp đến là phần hình ảnh. Hình ảnh của phim rất là đẹp, góc quay tạo cảm giác chân thật và liên tục, nhưng nó lại vô tình trở thành cái bất lợi của phim. Tại sao lại thế? Có vẻ là nhà làm phim cũng thích cái kiểu edit TikTok giật giật, nên là các cảnh hành động tuy có đã mắt đã tai thật nhưng lại khá là chóng mặt. Và những ai mà tiền đình kém thì có khi nên trang bị một cái vỉ Panadol vào dạp cho cẩn thận. Và điều này theo góc nhìn nào đó thì có thể châm chước được, bởi vì Kiều Minh Tuấn không phải là diễn viên võ thuật và cũng chưa tập luyện đủ nhiều, nên cắt cảnh nhanh cũng là một cách để mà chữa cháy và lấp đi khuyết điểm. Nhưng cắt nhiều và gấp quá thì thực sự là cũng khá là chóng mặt và khó theo dõi. Ngoài ra thì phim còn cực kỳ nhiều chi tiết thừa thãi. Bạn nhìn cái poster này đi. Giờ chính nhà làm phim còn không chắc phim của mình thuộc thể loại gì. Tóm lại thì nó là phim hành động hay là phim hài nhạt thở. Cái sự tham lam này đã vô tình dìm chết một ý tưởng phim cực kỳ tiềm năng để phát triển. Nếu hướng Lâm theo phiên bản máu lạnh hơn, bụi bặm hơn, gai góc hơn và thể hiện cảm xúc nhiều hơn, thay vì đi theo Mạc Văn Khoa và làm mấy trò gây cười, thì chắc chắn là phim sẽ có hiệu ứng tốt hơn rất nhiều. Mạch phim đã hơi loạn rồi, lại còn có những chi tiết hài hơi thừa thãi, âm thanh thì đặt không đúng nơi đúng chỗ một chút, vô tình lại khiến cho phim rối càng thêm rối. Đã mất công gắn mác 18 cộng, thế nhưng nó lại bị phí phạm vào những chi tiết hài gượng ép. Những cảnh đánh đấm cũng càng lúc càng có phần bị hiền đi. Đáng lẽ đoạn cuối phải là bùng nổ nhất thì nó lại bị hụt hơi. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng nhá, để Lâm kết thúc những gì mà mình đã bắt đầu thì mới là cách hợp lý để mà kết thúc trận chiến. Nói tóm lại thì bảo phim dở tệ thì bị nặng lời và không đúng. Bảo là phim này xem xúc phạm đồng tiền của bản thân thì không đúng, không phải. Phim thực sự có những điểm sáng, cụ thể là những cảnh hành động, mà theo tôi nếu tách riêng những cảnh hành động ra thì nó không thua kém gì những phim hành động bên Hollywood, hay gần hơn là Người Đồng Nghiệp Hai Phượng của mình cả. Mặc dù vậy, câu chuyện thì hơi yếu kém, dàn diễn viên thì trừ Kiều Minh Tuấn quá nhạt nhòa, lại trở thành một cái điểm trừ quá lớn, khó mà vực dậy lại phim và cũng khó để mà khán giả đưa ra một cái lời khen có cánh cho phim được. Nhưng suy cho cùng, trong cái thời điểm Việt Nam đang quá là bão hòa phim tình cảm thì một bộ phim hành động như thế này nó là một trải nghiệm rất là tốt. Với tôi thì là thế, hoặc chí ít thì bạn ủng hộ cho Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa hay là bất cứ diễn viên nào bạn ủng hộ. Tôi nghĩ là họ đã làm hết sức, chỉ là họ cần một cái gì đấy thêm chút nữa ở kịch bản. Tôi chấm điểm phim một phượng. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.